Tiểu sử dòng họ Ngô Đình Diệm, số phận toàn thể con cháu ba họ gia đình nhà Ngô Đình Diệm. Họ Ngô là một họ người phổ biến tại Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên. Tại Việt Nam, họ Ngô là họ có mức độ phổ biến thứ 13. Tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đây là họ lớn thứ 10 về độ phổ biến. Thế kỷ thứ 14, thời nhà Trần, họ Ngô Đình là một trong những gia đình đầu tiên cải đạo Thiên Chúa giáo. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu về gia phả của dòng họ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ông Ngô Đình Dinh hay còn gọi là Ngô Đình Niệm. Ông nội của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm là Ngô Đình Dinh, có sách chép là Ngô Đình Niệm. Gia đình ông theo đạo Công giáo thuộc xứ Phủ Cam, Huế. Gia cô bê Ngô Đình Niệm, Ngô Đình Dinh, một con chiên mộ đạo, giữ một chức quan coi kho thuộc Sở Võ Khố, vợ là Uppsala Khoa, xứ Phương Đúc. Một số nguồn viết rằng dòng họ Ngô Đình gốc ở huyện Phúc Thọ, tỉnh Sơn Tây, nguồn khác thì cho là huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, sau lưu lạc tới Quảng Bình. Ông Dinh quê gốc ở đâu không rõ. Cuối thế kỷ 19, đời vua Tự Đức di cư tới làng Đợi, tức làng An Xá, Tổng Đại Phong, huyện Phong Lộc, sau đổi thành huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Sống bằng nghề làm mướn, vợ chết sớm, chỉ có một con trai 6 tuổi là Ngô Đình Khả. Trong một cơn bệnh, ông qua đời, làng đưa thi hài an táng tại Bến Đẻ, một vùng núi ngược dòng Kiến Giang, cách làng Đợi 3 km. Vì là dân ngụ cư, không thân thuộc lại nghèo, nên việc mai táng đơn sơ, dân Đinh chèo thuyền đưa thi hài ông đến Bến Đẻ thì trời đã về chiều. Đang khiêng thi hài vào núi thì có tiếng hổ, dân Đinh đào vội một huyệt cạnh đường, đặt thi hài lấp đất qua loa rồi chạy. Hôm sau họ trở lại muốn sửa sang ngôi mộ, thì lạ thay nấm đất chiều hôm trước lấp qua loa, này đã hóa thành một mả mối đùn to như cái gò, người đời hay tin đều cho là mả thiên táng. Về phương diện phong thủy, ngôi mộ kể trên đã vào vị trí trung điểm của núi sông Lệ Thủy. Phía nam có núi An Mã dẫn về Bến Chấm, Bến Đẻ, phía tây có núi Đầu Mâu hướng về biển Hạc Hải, phía đông Long Mạch theo Kiến Giang trên Chóc Vực. Ngôi mộ được kết phát nhưng không có người viếng thăm. Ngô Đình Khả. Ngô Đình Khả là một quan đại thần nhà Nguyễn, ông được biết đến như một đại thần đã cộng tác với Pháp để đàn áp cuộc khởi nghĩa chống Pháp do Phan Đình Phùng lãnh đạo. Về sau lại phản đối việc chính quyền thực dân Pháp truất ngôi và lưu đày vua Thành Thái. Ngoài ra ông còn là thân sinh của Ngô Đình Diệm, tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa. Lúc thiếu thời, Ngô Đình Khả nhà rất nghèo, không có đất làm nhà, mẹ mất sớm, bố phải làm nghề trèo đò, nấu nước trà cho làng Đại Phong mỗi khi có lễ lạt. Sau khi bố mất vì bệnh, khi ấy ông khoảng 6 tuổi, được một linh mục người Pháp đưa về nuôi cho học nho học, rồi theo chương trình Pháp tại Chủng Viện, sau được gửi tới Đại Chủng Viện Penang, Malaysia để học triết học và thần học. Vì không có ơn gọi linh mục nên ông xin trở về cuộc sống thế tục, sau đó ông làm thông sự cho khâm sứ Pháp ở Huế. Ngô Đình Khả từng làm võ quan dưới triều Đồng Khánh và từng theo Nguyễn Thân, một người hợp tác với chính quyền bảo hộ. Ban đầu, linh mục chính xứ Phủ Cam là Joseph Ali đã giới thiệu Ngô Đình Khả nhận thông dịch tài liệu tiếng Latin và tiếng Pháp cho lính Pháp. Ông cũng được làm thông ngôn cho các quan chức thực dân với triều đình Nguyễn nên có nhiều mối quan hệ. Nhưng mối quan hệ đó đã giúp Ngô Đình Khả có được sự cất nhắc trong triều đình Huế vốn đang bị khống chế bởi Pháp. Năm 1895, khi làm phó tướng cho Nguyễn Thân ra Bắc đánh dẹp nghĩa quân Cần Vương ở Hà Tĩnh, Ngô Đình Khả đã theo lệnh Nguyễn Thân đào mả, lấy hài cốt cụ Phan Đình Phùng, trộn với thuốc súng, bỏ vào súng thần công bắn xuống dòng sông Lam. Một số nguồn dữ liệu cho rằng Ngô Đình Khả phải chịu trách nhiệm chính trong việc thực dân Pháp biến khu vực Trấn Bình Đài ở Huế thành nhà thờ Thiên Chúa giáo. Năm 1896, ông được phong Thái Thường Tự Khanh, Chánh Tam Phẩm, chức Thương Biện thuộc Viện Cơ Mật. Cũng trong thời gian này, ông được giao việc tổ chức trường quốc học, lúc bấy giờ gọi là trường cao đẳng tiểu học, ở chức trưởng giáo. 2 năm sau, tức năm 1898, vua Thành Thái phong ông làm thượng thư phụ đạo đại thần, rồi đến năm 1902 thì thăng làm hiệp tá đại học sĩ. Năm 1905, ông thăng chức tổng quản Cấm Thành, bảo vệ vua Thành Thái. 2 năm sau, khi chính quyền bảo hộ dưới sự vận động của khâm sứ Lép Vi Que đòi truất vua Thành Thái, ông nhất quyết không chịu ký tên vào tờ biểu rồi bị cắt chức. Vì vậy dân gian có câu truyền, đế vua không khả, đào mả không bài. Chiêu Khải Định, ông mới được phục hàm, ông mất năm 1925. Theo sổ bộ hôn thú ở Phủ Cam, người vợ đầu tiên của Ngô Đình Khả là bà Madalena Chiễu. Bà qua đời một năm, sau đó để lại một người con trai duy nhất là Ngô Đình Khôi. Ngô Đình Khả kết hôn với người vợ thứ hai là Anna Phạm Thị Thân vào năm 1889. Họ có 7 người con trai, 2 người chết khi còn nhỏ và 3 người con gái. Vậy là với hai đời vợ, ông Ngô Đình Khả có tất cả 9 người con, 6 trai 3 gái. Những người con trưởng thành của ông đều là nhân vật quan trọng tại Trung Phần. Người con đầu lòng là Ngô Đình Khôi, làm quan nhà Nguyễn đến chức tổng đốc. Thứ hai là bà Ngô Đình Thị Giao, tục gọi là bà Thừa Tùng. Thứ ba là Ngô Đình Thục, tổng giám mục Tiên Khởi tổng giáo phận Huế. Thứ tư là Ngô Đình Diệm, tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Thứ năm là Ngô Đình Thị Hiệp, tục gọi là bà Cả Ấm, vợ ông Nguyễn Văn Ấm, con trai của họ là Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Thứ sáu là Ngô Đình Thị Hoàng, tục gọi là bà Cả Lễ, vợ ông Nguyễn Văn Lễ, con rể của họ là Trần Trung Dung, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Cộng Hòa. Thứ bảy là Ngô Đình Nhu, cố vấn chính trị của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Thứ tám là Ngô Đình Cẩn, cố vấn Trung Phần. Thứ chín là con út Ngô Đình Luyện, luật sư đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại London. Nói về người con cả Ngô Đình Khôi. Ngô Đình Khôi là quan nhà Nguyễn, tổng đốc Nam Ngãi, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Ông là con cả của Ngô Đình Khả, tức là người anh lớn nhất trong gia đình. Ông được tập ấm lúc còn nhỏ và được triều đình Huế bổ nhiệm làm trong bộ binh năm 1910. Được ít lâu sau, ông về làm rể thượng thư Nguyễn Hữu Bài. Năm 1930, ông thăng chức tổng đốc Nam Ngãi. Con trai của ông là Ngô Đình Huân thì làm thư ký và thông ngôn cho Yokoyama Masayuki, viện trưởng Viện Văn hóa Nhật Bản tại Sài Gòn, sau đó làm thanh tra lao động. Vì ý hướng thân Nhật, Ngô Đình Khôi bị ép về hưu năm 1943 sau khi chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra. Người con trai thứ hai là Ngô Đình Thục. Ferro Martino Ngô Đình Thục là một giám mục Công giáo Việt Nam. Ông từng giữ chức giám quản tông tòa giáo phận Vĩnh Long, và sau khi tòa thánh thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam năm 1960, ông trở thành tổng giám mục tổng giáo phận Huế. Ông là anh của Tổng thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu, giữ vai trò quan trọng trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thời Đệ Nhất Cộng Hòa. Ngô Đình Thục sinh ngày 6 tháng 10 năm 1897 tại Phủ Cam, Huế, trong một gia đình vọng tộc. Ông là con thứ ba trong số 9 người con của Ngô Đình Khả. Như những người anh em của mình đều được cha đặt tên bằng chữ Hán theo các đức tính, tên Thục của ông có nghĩa là sự chỉnh tề. Năm 1904-1908, Ngô Đình Thục theo học trường Peregrine, một trường tư thục do sư huynh dòng La San điều hành. Tháng 9 năm 1909, ông vào tiểu chủng viện An Ninh, Quảng Trị, và đến tháng 9 năm 1917 được lên tiếp vào Đại chủng viện Phú Xuân thuộc giáo phận Huế. Tháng 11 năm 1919, giám mục An Ly, tên Việt là Lý, gửi ông đi du học trường truyền giáo Roma. Trong quá trình du học Roma, Ngô Đình Thục đỗ các bằng cấp tiến sĩ triết học năm 1922, tiến sĩ thần học năm 1926, cử nhân văn chương và được vào yết kiến giáo hoàng Pio XI năm 1922. Ngày 20 tháng 12 năm 1925 tại Roma, ông được thụ phong linh mục. Năm 1929, linh mục Ngô Đình Thục quay về Việt Nam và làm giáo sư dòng Thánh Tâm ở Huế. Tháng 11 năm 1929 đến tháng 9 năm 1931, giám mục Alexander Chabanon, tên Việt là Giáo, bổ nhiệm ông làm giáo sư Đại chủng viện Phú Xuân Huế. Tháng 10 năm 1933, ông làm giám đốc trường Thiên Hữu, một trường tư thục Công giáo tại Huế. Ngày 8 tháng 1 năm 1938, Tòa Thánh thành lập tại Việt Nam giáo phận mới là giáo phận Vĩnh Long, tách từ giáo phận Sài Gòn, bao gồm địa giới tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre và hai quận thuộc tỉnh Cần Thơ. Tòa Thánh bổ nhiệm linh mục Ferro Martino Ngô Đình Thục làm giám mục giám quản tân giáo phận này. Ngày 4 tháng 5 năm 1938, tại nhà thờ chính tòa Phú Cam, không sứ tông tòa Anthony Drapier chủ lễ tấn phong giám mục Ngô Đình Thục. Đây là vị giám mục người Việt thứ ba và là giám quản đầu tiên của giáo phận tông tòa Vĩnh Long. Trên cương vị giám mục Vĩnh Long, ông đã đặt một kiến trúc tư gia để làm trụ sở tòa giám mục, lập tiểu chủng viện Á Thanh Minh năm 1944, gồm 3 lớp, khai giảng ngày 15 tháng 8 năm 1944, ban đầu có 15 chủng sinh. Dòng thầy giảng Cái Nhum được trùng tu và mang tên mới là dòng Sư Huynh Kitô Vua, cải tiến dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và Cái Nhum. Các nữ tu được gửi đi học các trường trung học và đại học, tổ chức khóa huấn luyện thanh niên, hoạt động Công giáo tiến hành. Khi đương nhiệm Tổng giám mục Huế, giám mục Ngô Đình Thục đã kiến tạo hoàn toàn nhà thờ chính Phủ Cam. Nhà thờ cổ kính này được xây cất từ năm 1898 lên xuống cấp trầm trọng. Giám mục Thục đã cho phá hủy và xây mới theo đồ án thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Cũng trong thời gian từ năm 1962 đến năm 1963, giám mục Ngô Đình Thục đã thực hiện cho tổng giáo phận này nhiều công trình. Năm 1945, giám mục Thục được mời ra phát diệm để dự lễ tấn phong giám mục Tadeo Lê Hữu Từ, nhưng bị kẹt lại tại Biên Hòa nên phải trở lại Vĩnh Long. Trong thời kỳ rối ren ở Việt Nam những năm 1940, có nguồn tin cho rằng giám mục Thục đã tích cực vận động người Nhật bảo vệ cho ông Ngô Đình Diệm. Do sợ chính phủ Pháp bắt giam ông Diệm vì ông có tinh thần chống Pháp, Nhật đáp lại bằng việc nhiều lần mời ông Diệm đứng ra lập chính phủ, nhưng ông Diệm từ chối vì ông nghĩ rằng chính phủ do Nhật hậu thuẫn sẽ không có khả năng tồn tại lâu bền tại Việt Nam thời bấy giờ. Sự kiện Phật đản năm 1963 bùng nổ ở miền Nam Việt Nam, nhất là ở Huế, khi chính phủ Tổng thống Ngô Đình Diệm cấm treo cờ Phật giáo bên ngoài khuôn viên cơ sở Phật giáo, làm giám mục Thục lâm vào tình thế khó khăn để ứng phó. Trước dư luận của nhiều người, nhất là người ngoài Công giáo, giám mục Thục là người có tham vọng nhiều hơn so với các anh em trong Ngô gia. Lúc thì ông tìm kiếm sự hỗ trợ của tòa thánh, lúc thì của Hoa Kỳ dành cho ông Diệm. Khi ông Diệm nắm chính quyền theo tinh thần Công giáo, ông đã muốn nhân cơ hội này tích cực truyền bá đức tin Công giáo cho quần chúng Việt Nam. Việc ông làm Tổng giám mục Huế cũng gây ra nhiều đàm tiếu, chỉ trích và ác cảm, vì vùng đất Huế vốn là nơi có nhiều người sùng tín Phật giáo. Sau cuộc đảo chính tháng 11 năm 1963, với cái chết của các em ruột, giám mục Thục sống lưu vong ở ngoại quốc. Đến ngày 5 tháng 12 năm 1984, Tổng giám mục Thục trở bệnh nặng và được đưa đến bệnh viện. Ông qua đời vào đêm ngày 13 tháng 12 năm 1984, hưởng thọ 87 tuổi. Người con trai thứ ba là Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Diệm là một nhân vật quan trọng trong lịch sử chiến tranh Việt Nam. Một số sử gia coi ông chỉ là công cụ chính trị trong tay người Mỹ, trong khi đó một số sử gia khác coi ông là nhà chính trị mang nặng truyền thống phong kiến Việt Nam. Một số nghiên cứu gần đây cho rằng Ngô Đình Diệm là người tự cho mình đang gánh vác một thiên mệnh và ông có kế hoạch riêng về nền chính trị tại miền Nam Việt Nam. Ngô Đình Diệm sinh ngày 3 tháng 1 năm 1901 tại làng Đại Phong, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, trong một gia đình quan lại có truyền thống theo đạo Công giáo lâu đời ở Việt Nam. Ông Ngô Đình Diệm là người con thứ tư trong gia đình 9 anh chị em. Từ lúc còn nhỏ, ông được quan đại thần Nguyễn Hữu Bài, bấy giờ là phụ chính trong triều, dạy dỗ và coi như con đẻ do có mối quan hệ gần gũi. Người anh của Ngô Đình Diệm là Ngô Đình Khôi lấy được con gái của Nguyễn Hữu Bài. Năm 1921, Ngô Đình Diệm tốt nghiệp trường Hậu Bổ. Sau khi tốt nghiệp được triều Nguyễn thâu nhận, bổ làm quan Hậu Bổ, chi huyện tỉnh Thừa Thiên, chi phủ tỉnh Quảng Trị, quản đạo Ninh Thuận tỉnh Phan Rang và tuần vũ Bình Thuận tỉnh Phan Thiết. Nhờ thành tích phục vụ dân chúng xuất sắc, vua Bảo Đại bổ nhiệm ông ở chức vụ thượng thư bộ lại, tương đương với bộ nội vụ ngày nay. Ở trách nhiệm này, ông đề đạt những cải cách quan trọng cho đất nước, tiếc rằng không được chấp thuận nên từ chức. Sự từ chức này gây chấn động triều đình nhà Nguyễn và nhà cầm quyền Pháp lúc bấy giờ ở Đông Dương. Năm 1950, sống lưu vong ở Hoa Kỳ. Tại đây, ông được chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ để cầm quyền trong trường hợp người Mỹ thay thế người Pháp can thiệp vào Đông Dương, khi tình hình tại chỗ có nhiều thay đổi quan trọng, nhất là Trung Cộng vừa chiếm Hoa Lục năm 1949. Ngày 7 tháng 7 năm 1954, về nước Việt Nam chấp chánh với vai trò thủ tướng do Quốc trưởng Bảo Đại đề cử. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định chia đôi nước Việt Nam diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ. Ngoại trưởng Trần Văn Đỗ, trưởng phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa kịch liệt phản đối. Thủ tướng Ngô Đình Diệm ra lệnh treo cờ rủ trên toàn miền Nam để phản đối hiệp định này. Hai lần tổ chức trưng cầu dân ý, bán chính thức và chính thức để truất phế vua Bảo Đại. Trong thời điểm này, ông Diệm chưa sẵn sàng để làm Tổng thống cũng như truất phế vua Bảo Đại. Ngày 26 tháng 10 năm 1956, lễ ban hành hiến pháp của nền đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, và cũng chính là ngày này ông Ngô Đình Diệm chính thức trở thành vị Tổng thống đầu tiên của nền Cộng Hòa Việt Nam. Người con trai thứ tư là Ngô Đình Nhu. Ngô Đình Nhu là một nhà lưu trữ và là một chính trị gia Việt Nam. Ông nổi tiếng với danh nghĩa là cố vấn chính trị cho anh mình là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm. Tuy nhiên, hầu hết các tài liệu lịch sử đều nhận định ông là kiến trúc sư của mọi chủ trương, chính sách của nền đệ nhất Cộng Hòa Việt Nam. Ông còn được đánh giá là một nhà lưu trữ xuất sắc, từng làm việc tại Sở Lưu trữ và Thư viện Đông Dương từ năm 1938, từng giữ vai trò chủ tọa Hội đồng Cứu nguy Châu Bản và Cố vấn Kỹ thuật, Phó Giám đốc Sở Lưu trữ và Thư viện Đông Dương và Giám đốc Nhà lưu trữ Công văn và Thư viện Toàn quốc. Ông sinh ngày 7 tháng 10 năm 1910 tại làng Phước Quả, Tổng Cư Tránh, huyện Hương Thủy, Phủ Thừa Thiên, quê quán ở làng Đại Phong, Lệ Thủy, Quảng Bình. Khác với hai người anh của mình là Ngô Đình Khôi và Ngô Đình Diệm, vốn xuất thân nho học và ra làm quan cho nhà Nguyễn, Ngô Đình Nhu lại theo Tây học. Năm 1938, ông tốt nghiệp ngành lưu trữ tài liệu cổ của trường Pháp Điển Quốc gia. Năm 1954, khi Ngô Đình Diệm lên cầm quyền, ông thành lập Đảng Cần Lao Nhân Vị, dựa vào một chủ thuyết do ông khởi xướng là học thuyết Cần Lao Nhân Vị để hỗ trợ chính quyền của anh ông. Dưới sự giúp đỡ của người Mỹ, Đảng Cần Lao Nhân Vị phát triển lên nhanh chóng, thâm nhập vào hàng ngũ quân đội, công chức, trí thức và cả giới kinh doanh và trở thành chính đảng lớn nhất thời bấy giờ. Đồng thời, ông cũng cho thành lập một tổ chức có tên là Thanh niên Cộng hòa, theo mô hình đảng sơ mi nâu của Hitler, do ông làm tổng thủ lãnh. Một tổ chức khác dành cho phụ nữ có tên là Phụ nữ Liên đới cũng được thành lập và do vợ ông làm tổng thủ lãnh. Ông là chủ tịch Ủy ban Liên bộ đặc trách ấp chiến lược, tổ chức thực hiện kế hoạch quốc phòng ấp chiến lược từng gây khó khăn cho những người cộng sản miền Nam. Về danh nghĩa, ông chỉ là một cố vấn chính trị, nhưng hầu hết các tài liệu đều ghi nhận ông là kiến trúc sư của chế độ, là người khởi xướng mọi chủ trương chính sách của nền đệ nhất Cộng hòa. Ông cũng cho lập và trực tiếp khống chế nhiều cơ quan tình báo và mật vụ, với những quyền lực to lớn như quyền được bắt giam người không cần xét xử. Từ năm 1958, Ngô Đình Nhu bắt đầu tổ chức vận chuyển thuốc viện từ Lào về Sài Gòn để tiêu thụ một phần tại đây, phần còn lại được vận chuyển sang Pháp để có tiền duy trì hoạt động của các cơ quan tình báo và mật vụ dưới quyền ông. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, các tướng lĩnh đã thực hiện cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Nhu và người Anh phải chạy trốn vào nhà thờ Cha Tam. Ngày 2 tháng 11 năm 1963, người ta thấy một đoàn xe quân sự đến đón hai anh em ông về Bộ Tổng Tham mưu. Khi chiếc xe thiết giáp M113 chở hai anh em ông về đến nơi thì phát hiện thi thể của hai anh em ông với nhiều vết dao và dấu đạn trên người. Ông là người có công lao lưu giữ mộc bản Triều Nguyễn. Số mộc bản này hiện đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4 Đà Lạt, Lâm Đồng. Về gia đình, năm 1943, Ngô Đình Nhu kết hôn với Trần Lệ Xuân, con gái luật sư Trần Văn Trương, một người đàn bà tài sắc nhưng đầy tham vọng chính trị. Ông có 4 người con: Ngô Đình Lệ Thủy, Ngô Đình Trác, Ngô Đình Quỳnh, Ngô Đình Lệ Quyên. Trong đó, Ngô Đình Lệ Thủy là trưởng nữ đã tử nạn trong một tai nạn ô tô vào tháng 4 năm 1967 ở Pháp. Ngô Đình Trác tốt nghiệp kỹ sư canh nông, 55 tuổi, lấy vợ người Ý, có 4 người con, 3 trai một gái. Ngô Đình Quỳnh tốt nghiệp trường Kinh tế và Thương mại Pháp, hiện làm cho một công ty ở Mỹ. Ngô Đình Lệ Quyên, tiến sĩ luật Đại học Roma, bà có chồng là người Ý, con trai 7 tuổi, mang họ mẹ trên giấy tờ là Ngô Đình Sơn. Bà mất vì tai nạn giao thông tại Rome ngày 16 tháng 4 năm 2012. Như vậy, phần lớn người thân của vợ chồng ông Ngô Đình Nhu đều có kết cục bi thảm. Người con trai thứ 5 là Ngô Đình Cẩn. Ngô Đình Cẩn là em trai của Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Cẩn được giao làm cố vấn Trung phần, phụ trách miền Trung và cao nguyên Trung phần. Năm 1964, sau khi Tổng thống Ngô Đình Diệm bị đảo chính, ông bị bắt và lãnh án tử hình. Trong thời đệ nhất Cộng hòa, Ngô Đình Cẩn cùng với Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Thục, Ngô Đình Luyện và Trần Lệ Xuân nắm hết mọi thực quyền trong tay, do đó chế độ Ngô Đình Diệm được cho là chế độ gia đình trị. Về phần mình, Ngô Đình Cẩn được bổ nhiệm chức cố vấn chỉ đạo các đoàn thể chính trị trong và ngoài nước và nắm rất nhiều quyền lực tại miền Trung Việt Nam, được mệnh danh là lãnh chúa miền Trung. Trong thời gian cầm quyền, Ngô Đình Cẩn đã tổ chức bắt những người cộng sản hoạt động tại miền Trung, cũng như những người chống đối hoặc có tư thù với mình. Nhiều người đã bị kết án, bắt giam, bị thủ tiêu hoặc bị ép đến phải phá sản trong các hoạt động trấn áp này. Tháng 11 năm 1963, Hoa Kỳ bật đèn xanh cho tướng Dương Văn Minh đảo chính lật đổ chính phủ của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu bị giết. Ngày 2 tháng 11 năm 1963, Ngô Đình Cẩn mời tướng Đỗ Cao Trí ra Huế. Gặp ông nhưng vị tướng này ra lệnh cho quân đội bao vây nhà Ngô Đình Cẩn, lợi dụng sự sơ hở của lính gác. Cháu trai Ngô Đình Cẩn là linh mục Nguyễn Văn Thuận đưa ông này chạy vào ẩn náu trong nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế. Chiều ngày 3 tháng 11 năm 1963, Đỗ Cao Trí ra Huế và đi thẳng đến nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế gặp Ngô Đình Cẩn. Theo tư liệu và hồi ức của Trịnh Quốc Thiên và Nguyễn Văn Minh, tướng Trí nói với Ngô Đình Cẩn rằng Hội đồng quân nhân cách mạng ủy nhiệm ông này đến thông báo rằng cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu là tai nạn ngoài ý muốn của các tướng lãnh, đồng thời chuyển lời của Hội đồng quân nhân cách mạng mời ông Ngô Đình Cẩn tham gia hội đồng. Tướng Đỗ Cao Trí cũng thông báo với Ngô Đình Cẩn rằng Hội đồng quân nhân cách mạng sẽ tịch thu tài sản của ông này và đề nghị giữ giùm tài sản của Ngô Đình Cẩn. Ngô Đình Cẩn đã trao 24 kg vàng cho tướng Đỗ Cao Trí cùng một số đồ quý giá và tiền mặt. Sau đó, linh mục Nguyễn Văn Thuận và các linh mục dòng Chúa Cứu Thế đến tòa lãnh sự Mỹ tại Huế xin cho ông Ngô Đình Cẩn tị nạn chính trị. Lãnh sự Mỹ gọi điện vào Sài Gòn xin ý kiến tòa đại sứ và Bộ Ngoại giao Mỹ. Tòa đại sứ Mỹ chấp thuận. Trong lúc chưa cứu xét về trường hợp tị nạn của Ngô Đình Cẩn xong, ông lại đòi Mỹ cho phép mẹ là bà Phạm Thị Thân cùng tị nạn với ông. Bộ Ngoại giao Mỹ phải ra chỉ thị cho lãnh sự quán của họ ở Huế hủy bỏ quyết định cho phép Ngô Đình Cẩn tị nạn tại Mỹ. Ngô Đình Cẩn bị kết án tử hình ngày 22 tháng 4 và đem ra bắn lúc 18:20 ngày 9 tháng 5 năm 1964. Ông được chôn tại nghĩa trang sân bay Tân Sơn Nhất, về sau quy tụ về nghĩa trang Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương, nằm chung với hai anh Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu và mẹ Phạm Thị Thân. Người con trai út là Ngô Đình Luyện. Ngô Đình Luyện là một luật sư và kỹ sư người Việt, sau là đại sứ của Việt Nam Cộng Hòa tại Anh Quốc, Hà Lan, Bỉ và Tunisia, được bổ nhiệm bởi người anh ông là Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ông cũng là tỉnh trưởng khu tự trị người Chăm. Vào năm 1963, cuộc đảo chính nổ ra ở Sài Gòn, Tổng thống Ngô Đình Diệm và em trai là Ngô Đình Nhu bị giết. Tuy nhiên, ông thoát chết nhờ đang ở London, Vương quốc Anh. Trong số các anh em Ngô Đình Diệm, ông Luyện là người ít được nhắc đến nhất, nhưng ông lại là người chiếm được tình cảm của nhiều người xung quanh nhất. Ngay cả khi ông làm việc ở ngoại quốc, ông cũng đã được nhiều người làm việc chung với ông yêu mến kính phục. Có lẽ vì tính tình ông Luyện phóng khoáng, cởi mở, giản dị và thậm chí còn được coi là người ham vui. Ông bà Luyện cùng các con sống ở ngoại ô thành phố Paris từ năm 1954 cho đến khi qua đời. Và nhiều nhân chứng làm việc trong chính quyền thời Tổng thống Ngô Đình Diệm nói lại, thì trong số anh em Ngô Đình Diệm, ông Ngô Đình Luyện là người có công lớn trong việc xây dựng nền móng đệ nhất Cộng hòa lúc ban sơ. Đầu năm 1963, khi tình hình miền Nam có nhiều bất ổn, có tin đồn đảo chính nói đi nói lại nhiều nơi, ông Luyện về Sài Gòn và cũng có ý lo cho anh mình, nhưng không làm được gì. Ông cũng cho biết gia đình ông đông con và sinh hoạt cũng khó khăn lắm. Ông kể chuyện từ lúc ông ở Pháp qua Mỹ và trên chuyến bay đến California, cái thắt lưng của ông bị đứt mà lưng quần của ông thì quá rộng, vì quần áo cũ, may lúc còn mập và nay thì ốm đi nhiều. Biết ông cần có thắt lưng nên một người trên cùng chuyến bay đã lấy cái thắt lưng của họ đưa ông dùng tạm. Rất tiếc, ông đã không nhớ tên người tặng ông cái thắt lưng đó. Được biết, ông Ngô Đình Luyện đã từ trần tại Pháp ngày 23 tháng 4 năm 1988, hưởng thọ 75 tuổi. Ba người con gái của ông Ngô Đình Khả. Bây giờ xin phép được nói tới ba bà, tức ba người con gái trong gia đình của ông Ngô Đình Khả. Ba bà đó là Ngô Đình Thị Giao, Ngô Đình Thị Hiệp và Ngô Đình Thị Hoàng. Ba bà này cũng có một bà yêu quyền lực vì quyền lợi. Sau này có lẽ muốn vẽ vời cho thêm đẹp nhà họ Ngô, nên có người viết Ngô Đình Thị Giao, Ngô Đình Thị Hiệp, bà Ngô Đình Thị Giao. Bà lớn tuổi nhất tên là Ngô Đình Thị Giao, qua đời khoảng năm 1945, chồng tên là Tùng, làm thừa phái, nên người Huế gọi là bà Thừa Tùng. Gia đình này làm quan quyền thì chức không to, cũng không giàu có lắm, không mang tai tiếng gì, vì khi ông Diệm làm tổng thống bà Giao đã về nước Chúa. Không nghe ai nói con cháu bà dựa thế ông Diệm để làm gì cả, vì vậy người ta ít biết đến gia đình này. Ngô Đình Thị Hoàng tức bà Cả Lễ. Nhân vật nổi tiếng là bà Cả Lễ, bà là vợ ông Nguyễn Văn Lễ, con trưởng ông Nguyễn Văn Nghi nên gọi là bà Cả. Người dân trong Nam mới hay tránh tiếng Cả, Kỵ Húy, vì chỉ có ông Hoàng Tự Cảnh, con lớn nhất của Nguyễn Ánh mới được gọi là ông Hoàng Cả, và ông Bá Đa Lộc, ông cha quyền hạn lớn nhất thời đó mới được gọi là ông cha Cả. Ông Nguyễn Văn Nghi thường gọi là ông Hội Nghi, nhà ở quẹo Giàng Say, chỗ khúc đường cong như cái đầu cây Giàng Say, An Cựu, giàu có lắm, nhà cao cửa rộng, có 2-3 chiếc xe tay kéo, gọng đồng sáng chói. Hồi xưa xe điện, xe hơi không nhiều, nhà có xe tay, có phu kéo là giàu lắm. Không rõ vì sao người ta gọi ông là ông Hội Nghi. Cái chức hội trong Nam mới có vì làm hội đồng. Khi giàu có thì cũng có thể mua của Tây cái chức hội đồng đó, cho vẻ vang với đời. Trong Nam người ta không nói gọn là ông hội mà nói rõ là ông hội đồng, như hội đồng Trạch, Trần Trinh Trạch ở Bạc Liêu, hội đồng Ngàn ở Gò Vấp. Hồi ấy ở miền Trung chỉ có Viện Dân Biểu Trung Kỳ, chức là dân biểu, làm chi có chức hội đồng mà gọi ông Hội Nghi, hay đây chỉ là chức hội tề ở làng. Ông Hội Nghi không làm quan Nam Triều, cũng không làm gì cho Tây, nhà có đạo Thiên Chúa La Mã, có nhiều ruộng ở An Cựu, lại mua thêm ruộng ở Cầu Vực, gần phi trường Phú Bài. Dĩ nhiên, tuy không phải là quan quyền, nhưng làm xui ra với ông Ngô Đình Khả thì phải là người có bề thế gì đó, hay giàu có. Người con gái của ông Ngô Đình Khả làm vợ cho con trai trưởng là ông Nguyễn Văn Lễ, tức ông Cả Lễ. Ông Cả Lễ làm nghề thầu khoán. Ông bà Cả Lễ có một người con gái tên là Kim Anh, du học bên Tây, đậu bằng gì, không rõ lắm. Năm 1956 hay 1957 gì đó, lấy chồng là ông luật sư Trần Trung Dung, con ông Trần Trung Hòa người Bắc, Bộ trưởng Phụ tá Quốc phòng của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Đám cưới rất to, vì là cháu ông Tổng thống, chồng lại là ông Bộ trưởng, nên các ông lớn ở Sài Gòn dĩ nhiên thiếu đường đạp nhau mà về dự đám cưới. Sau này, khi anh em Ngô Đình Diệm bị bắn chết, ông bà Trần Trung Dung được Hội đồng Quân nhân Cách mạng gọi vào nhận xác anh em Ngô Đình Diệm về đem chôn. Bà Ngô Đình Thị Hoàng tức bà Cả Lễ vì công việc làm ăn nên đụng chạm đến nhiều người, gây nên những dư luận không hay cho bà, trong khi chị bà là Ngô Đình Thị Hiệp chẳng tai tiếng gì. Elizabeth Ngô Đình Thị Hiệp sinh ngày 5 tháng 5 năm 1903, được giáo dục trong một gia đình nề nếp gia phong. Ngô Đình Thị Hiệp lúc thiếu thời luôn giữ phẩm hạnh của một thục nữ đoan trang, con nhà gia giáo, siêng năng, kinh nguyện sáng tối trong gia đình, luôn cùng với cha mẹ và anh em dự thánh lễ hàng ngày và nhất là hăng hái tham gia các việc từ thiện bác ái. Đến tuổi thành hôn, Ngô Đình Thị Hiệp kết bạn với Tadeo Nguyễn Văn Ấm là một thanh niên cần cù, mực thước và đạo đức, vốn cũng được giáo dục bởi một gia đình Công giáo có truyền thống kính Chúa yêu người từ lâu đời. Chồng bà Ngô Đình Thị Hiệp tên là Nguyễn Văn Ấm nên dân chúng gọi là bà Ấm. Tên Ấm chứ không phải cậu Ấm con quan. Ngô Đình Thị Hiệp trở thành bà Elizabeth Nguyễn Văn Ấm. Nhà ông bà Ấm ở ngã ba Thánh Giá đường từ cầu Kho Rèn, sau này gọi là đường Hàm Nghi, đi lên phía sau làng Phước Quả, Phú Cam. Đường Nguyễn Trường Tộ đi lên phía hông nhà thờ Phú Cam, gặp nhau ở ngã ba Thánh Giá. Ở đây có con đường đá đi qua lầu Di Ra là nhà lầu của ông Ngô Đình Thục. Đường này đi tuốt qua dốc Bến Ngự bên hông chùa Từ Đàm. Hai ông bà sinh được 8 người con, trong đó có một người con trai sau này đã làm sáng danh Chúa và rạng danh Giáo hội Công giáo Việt Nam. Đó là Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Cậu bé Nguyễn Văn Thuận chào đời ngày 17 tháng 4 năm 1928 tại Phủ Cam, Huế. Càng lớn, cậu bé càng thêm khôi ngô tuấn tú, càng tỏ ra thông minh và có trí nhớ sắc sảo. Năm 1975, khi đất nước có những chuyển động khác thường, Nguyễn Thị Hàm Tiếu, ái nữ của bà Nguyễn Thị Ấm, từ Úc trở về Việt Nam, bảo lãnh cho cha mẹ di tản đến Úc chỉ 5 ngày trước khi miền Nam Việt Nam được giải phóng. Lúc ấy, Đức Giám mục Nguyễn Văn Thuận với vai trò chủ chăn đã chấp nhận ở lại Việt Nam sống chết về quê hương thay vì cùng cha mẹ di tản ra khỏi nước. Bà Ngô Đình Thị Hiệp cũng rất lo cho gia đình họ Ngô, nhưng bà không làm được gì vì bà rất kính trọng và sợ ông anh quyền huynh thế phụ. Không dám cản ông anh, không có ý kiến dù biết ông làm đúng hay sai. Năm 2005, bà mất tại Úc, thọ 102 tuổi.